Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm tiếp cái bài số 6 trong cái chuỗi series mà học đàn cơ bản dành cho các bạn mới tiếp cận với lại ghi ta điện nha. Trong các bài trước thì các bạn tập làm quen với các bài luyện ngón cơ bản, các chữ nhịp cơ bản ha, và alternate picking. Thì trong bài hôm nay chúng ta sẽ làm tới một cái động tác hơi khó một tí, đó chính là chúng ta sẽ đánh cũng tập alternate picking, nhưng mà chúng ta sẽ đánh hai dây liên tục với nhau trong một bài tập luyện ngón cũng cực kỳ hiệu quả dành cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe thử cách mình đánh, rồi sau đó các bạn tập từ từ theo nhé. Các bạn thấy là chúng ta sẽ đánh xen kẽ các dây với nhau, đánh từ trên xuống và từ dưới lên. Chúng ta bắt đầu từ đầu đàn và chúng ta sẽ đánh hết tất cả các vị trí ha, để cho quen tay dần. Thì đầu tiên các bạn đánh từng cặp dây là dây 6 và dây 5. Thì đầu tiên các bạn bấm ngay ở đây để dễ, thì mình bắt đầu ngay ngăn 5 cho các bạn ha. Ngăn 5 là nốt la. Chúng ta đánh xuống. Sau đó tới cái ngón giữa của bạn là đánh ngăn 6, nhưng mà ngăn 6 của dây số 5. Dây dưới đó thì các bạn đánh phím lên. Rồi bắt đầu tới ngăn 7 là cái ngón trỏ này nè, các bạn bấm ngăn 7 của dây 6 và ngăn 8 của dây 5. Vậy thì chúng ta có 5 6 7 8 nhưng nó xen kẽ hai dây với nhau. Dây 6 dây 5 dây 6 dây 5 ha. Thì chúng ta đánh chậm tay phải, các bạn một phím xuống, phím lên. Thì cái bài tập này giúp cho các bạn quen cái việc là chúng ta thay đổi cái cách đánh phím khi thay đổi dây luôn, tức là dây số 6 các bạn đánh xuống, dây số 5 thì các bạn đánh lên. Chúng ta phải tập ha, nhớ biên độ cái phím của bạn khi tiếp xúc với dây càng nhỏ thì càng tốt nha. Chúng ta tập chậm lại câu đầu ha. Đó, thì nếu các bạn cái bài trước các bạn tập giữ nhịp được rồi thì các bạn sẽ có thể giữ nhịp theo bài này ha, tức là các bạn một nhịp các bạn đánh hai nốt ha. Tiếp theo thì các bạn cứ nhảy xuống từ dây 5, dây 4 ha. Xuống dưới nữa là chúng ta dây 4, dây 3. Đó, tương tự các bạn xuống tới cái dây dưới. Thì bây giờ các bạn sau khi đánh từ trên xuống rồi, chúng ta sẽ đánh hết các vị trí khác ngang khác nhau ha. Ví dụ đây. Đó, thì các bạn cứ đánh hết trên tất cả trên cần đàn của bạn để cho quen dần. Và khi quen rồi chúng ta đánh từ dưới ngược lên ha. Cũng tương tự, các bạn đánh từng cặp là dây 1 với dây 2 thì bạn đánh cũng xen kẽ, ví dụ như ta 8 7 6 5 thì xen kẽ giữa hai dây với nhau. Và lúc đầu các bạn đánh dễ là các bạn bắt đầu bằng phím dưới lên ha, đánh lên trước ha. Với cái đánh ngược từ dưới lên, các bạn đánh từ dưới lên, các bạn sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn ha. Rồi sau đó chúng ta đánh tăng tiếp. Đó, thì với cái bài tập này khi bạn tập quen dần rồi thì cái tay phím của bạn nó sẽ linh hoạt hơn ha. Khi các bạn đã sắp xếp ngón thấy tay phải các bạn quen rồi thì tay trái của bạn quen rồi, xin lỗi, thì tay phải của bạn có thể tập trung mắt các bạn nhìn vào để các bạn đánh làm sao cái biên độ nó nhỏ nhất có thể. Thì khi các bạn đánh biên độ càng nhỏ thì sau này các bạn sẽ dễ dàng đánh nhanh, đánh chính xác hơn. Thì cái bài này á, nó có thêm một cái phần mở rộng cho các bạn. Thì sau khi các bạn đánh từ trên xuống bằng cái cách là các bạn đánh phím bắt đầu bằng phím xuống sau đó lên, thì có một cách thứ hai tập khó hơn, đó chính là các bạn bắt đầu bằng phím lên, bắt đầu bằng phím lên các bạn cũng đổi. Thì đáng lẽ các bạn đánh tức là xuống lên xuống lên, thì bây giờ các bạn bắt đầu bằng lên xuống nha, thì nó sẽ khó hơn.
tay trái y chang nhưng mà tay phải các bạn đánh ngược lại như vậy. Các bạn thử xem ha. Thì các bạn đánh những cái nó đó, thì khi các bạn đánh được luôn, nó sẽ cũng rất là linh hoạt ha. Đó, thì tương tự ở cái dây khi đánh ngược lên, các bạn đánh đều bằng đầu, bằng phím lên. Bây giờ các bạn bắt đầu bằng phím xuống luôn ha. Đó, tay phải các bạn đánh như vậy thì cũng rất tốt ha. Thì hy vọng là bài học này sẽ giúp ích cho bạn trong việc tiếp tục luyện ngón để làm quen. Và các clip sau chúng ta sẽ nói nhiều điều hơn về cái guitar đen. Hiện tại trên tay mình đó là cái Amigo dáng Les Paul, làm kiểu Gibson Standard ha, chambered guitar, rất là đẹp và giá cũng đang rất cạnh tranh ha các bạn. Các bạn có thể xem cái đường link chi tiết trong cái phần mô tả, có thông số của cái cây đàn. Thì các bạn nếu có nhu cầu hãy liên hệ Amigo Guitar Shop. Ngoài cái dòng đàn Les Paul này, mình còn nhiều cái dòng đàn khác với giá rất là cạnh tranh và chất lượng đảm bảo là tương xứng với giá tiền các bạn bỏ ra, rất nhiều quà tặng kèm theo nữa. Thì hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn. Nhớ là kênh mới của chúng ta là Guitar for Freedom. Còn cái kênh cũ mình vẫn duy trì đó là học đàn guitar.net nha các bạn. Hai kênh các bạn nhớ subscribe, comment, share nếu được để ủng hộ mình nhé. Xin chào.